Ông chú, hãy giúp tôi. Tôi nguyện hiến toàn bộ gia sản của Triệu gia, giúp tôi lấy mạng cậu ta. Cậu ta sở hữu cốt đế vương, không còn gì để nghi ngờ nữa. Sau này sẽ thành đại năng. Hôm nay, chúng ta đã đắc tội với cậu ta rồi, thậm chí còn bán đấu giá em gái của hắn. Cho dù hôm nay chúng ta may mắn thoát được, sau này cậu ta mạnh hơn, thì cậu ta sẽ tha cho chúng ta sao? Không chỉ có chúng ta, mà còn có gia tộc của chúng ta nữa. Loại người này, sau này sẽ càng kiêu ngạo hơn. Cậu ta chỉ cần chỉ tay, là gia tộc chúng ta sẽ bị diệt môn. Cơ nghiệp ngàn năm bị hủy hoại trong chốc lát. Chẳng lẽ mọi người sẽ chịu đựng những chuyện này sao? Đại tiểu thư Tô gia, Tô Ngọc đến. Hào quang của cô ta còn kinh khủng hơn cả ai đó nữa. Hậu cận của ai mà to gan như vậy, dám cản đường tôi? Tô gia là gia tộc có danh tiếng lớn trong tứ đại thiên trụ, sao lại đến đây chứ? Không ngờ cuộc đấu giá nhỏ bé này mà cũng thu hút được họ đến đây. Tương truyền mọi sự giàu sang đều ở Tô gia. Tô gia là nguồn gốc của sự giàu sang, sánh ngang với một nước. Hôm nay được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tô tiểu thư, cút đi. Xem ra có người giúp chúng ta xử lý Trương Vũ rồi. Để xem đã rồi hãng nói. Là phúc là họa, e rằng vẫn chưa biết. Anh chính là Trương Vũ sao? Không sai. Cô là ai? Tô đại tiểu thư cũng đến lấy cốt đế vương sao? Cốt đế vương quả thật chỉ có tứ đại thiên trụ mới xứng có được nó. Anh ta có cốt đế vương sao? Đây cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Tô tiểu thư đến đây có việc gì? Chẳng lẽ cũng là vì cốt đế vương sao? Tôi muốn anh kết hôn với tôi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim Châu. Tôi đã chuẩn bị sẵn 10.000 lượng vàng, ngọc bích chất đầy xe, hơn 100 triệu tiền mặt. Chỉ cần anh đồng ý, mấy thứ này đều là của anh. Sao tôi lại không biết? Tôi còn có một vị hôn thê mà tôi chưa từng gặp mặt nhỉ. Vậy bây giờ anh thấy tôi thế nào? Anh hài lòng với tôi chứ? Cân nhắc một chút, vẻ bề ngoài thì cũng tạm được, còn về chuyện kết hôn thì nói sau đi. Anh dám vô lễ với đại tiểu thư? Thôi bỏ đi. Thành thật mà nói, đối với tôi thì mấy người ở đây đều là những kẻ hèn nhát, không có phẩm giá. Nhưng mà tôi vẫn đánh giá anh rất cao đấy, xứng đáng là người đàn ông của tôi. Trương Vũ, cô ta chính là quân bài cuối cùng khiến anh hôm nay kiêu ngạo đến vậy phải không? Thì ra anh đã phản bội tôi từ lâu rồi. Cũng đúng thôi, có Tô gia chống lưng cho anh, quả thật có thể giúp anh làm bất cứ chuyện gì. Khả năng đổ lỗi ngược lại này, hôm nay tôi mới học được đó. Còn về việc nói tôi phản bội cô nói mà không ngại sao? Hơn nữa, Trương Vũ tôi từ khi nào phải dựa vào người khác vậy? Cô ta là bạn gái cũ. Sợ ha? Đánh cô, sợ sẽ làm bẩn tay tôi. Nhớ cho kỹ, với thân phận và địa vị của cô, một căn cốt nhị đẳng tâm thương, một kiều gia nhỏ bé, tôi chỉ cần búng tay một cái là có thể xử cô rồi. Nhớ cho kỹ, người đàn ông của tôi, đừng nhắc đến, cũng đừng chạm vào. Được rồi, tôi đã giúp anh dọn sạch chướng ngại vật rồi đó. Có chút chuyện vặt vãnh này, tôi muốn tự mình xử lý. Còn về việc của tôi và cô, lát nữa rồi nói sau. Bọn họ sao? Cần gì phải rắc rối như vậy? Kim đan. Lại là kim đan. Ở cái thành này, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 kim đan. Không ngờ ai cũng chống lưng cho Trương Vũ. Có vẻ như hôm nay chúng ta phải nhận trái đắng rồi. Chuyện gì vậy? Tại sao họ không bị ảnh hưởng? Vì cô Tô đã đứng ra bảo vệ tôi. Tôi tạm tha cho cô một mạng. Nếu có lần sau. Sở Hà, mau xin lỗi anh Trương đi. Không cần đâu, tôi còn có việc riêng phải giải quyết. Các người đi trước đi. Anh Trương là vị hôn phu của tôi. Những người đang có mặt ở đây, nếu không nghe lời anh Trương thì chính là chống đối với Tô gia tôi. Hậu quả chắc tôi không cần phải nói. Tôi ở ngoài đợi anh.
Cậu Trương, có phải tôi chỉ cần tự phế võ công tu vi thì sẽ không liên lụy đến gia tộc không? Trần Đường Chủ, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Tất nhiên. Được. Được thôi, tôi Trần Bình Minh, Đường Chủ Thánh Võ Đường, tình nguyện phá hủy tu vi. Các người muốn hại gia tộc của mình sao? Tôi, Hoàng Dũng Tổng Quản của Tụ Tiên Lâu, tình nguyện phế tu vi. Cậu. Tôi, môn chủ Long Môn, La Thanh Tùng, tình nguyện tự phế tu vi. Được. Tôi Thẩm Gia Thịnh, Minh Chủ Huyết Sát Minh, tình nguyện tự phế tu vi tại đây. Không được. Người khác có thể, ông thì không được. Tại sao chứ? Tại sao bọn họ có thể tự phế tu vi, có thể sống, tôi lại không được? Cậu cố tình nhắm vào tôi. Chẳng lẽ cậu muốn đồng quy vu tận sao? Ông nghĩ ông có tư cách đồng quy vu tận với tôi hả? Trần Đường Chủ, La Môn Chủ, Hoàng Tổng Quản, chỉ có mình cậu ta. Các người sợ cái gì chứ? Có gì phải sợ? Không phải chỉ là một người có cốt đế vương thôi sao? Lại thêm kẻ yêu nghiệt đó. Chúng ta cùng nhau chiến đấu, đánh bại họ. Ông tự mà đánh đi, đừng kéo chúng tôi vào. Được, được thôi. Chỉ là Tô gia mà đã dọa các người thành như vậy. Tôi nhìn nhầm các người rồi. Một lũ hèn nhát. Hôm nay, cho dù tôi có phải hy sinh, tôi cũng kéo theo người mà cậu yêu quý làm lá chắn cho tôi. Trong vòng 7 ngày, tôi muốn nghe tin các người tự phế tu vi, loại bỏ những đệ tử gian tà trong môn phái. Cút đi. Ngọc Vân, Tô đại tiểu thư lúc nãy, chúng tôi chưa từng gặp mặt. Anh Trương Vũ, anh không cần phải giải thích. Anh và em gái cuối cùng cũng được đoàn tụ, chắc phải có nhiều điều để nói lắm. Tôi đi trước đây. Ta đã nói rồi, ta sẽ quay lại. Tôn Thượng, đứng dậy đi. Ma Tôn, ngươi to gan lắm. Phần thân của cô ở trần gian sắp không còn trụ được, không thể ở lại lâu. Về Thiên Đỉnh trước đi. Vâng. Trương Vũ, anh đứng lại đó, nói đi, có chuyện gì? Trương Vũ, anh thật là mưu mô. Ngay từ đầu, lúc tôi tìm anh hủy hôn, anh đã bám lấy Tô gia. Mục đích là để hôm nay làm nhục tôi. Giả heo ăn thịt hổ nhỉ, không phải do cô hủy hôn trước, rồi thề khiến đám người đó lấy mạng tôi sao? Anh thừa nhận rồi đúng không? Tôi lười nói chuyện với cô, tôi còn có việc khác, anh. Việc khác hả? Gấp leo lên giường của Tô gia sao? Tôi thừa nhận anh đã thắng, nhưng cách anh thắng tôi, thủ đoạn thật hèn hạ. Anh thắng tôi không phải dựa vào thực lực, mà là dựa vào phụ nữ. Anh nghĩ tôi sẽ hối hận sao? Tôi nói cho anh biết, một người đàn ông dựa vào ăn bám để leo lên vị trí. Kiều Thu Tuyết tôi, cả đời cũng khinh thường, có mắt không tròng. Anh, vị hôn phu của tôi là người cô có thể đánh sao? Với thân phận và địa vị của cô, cũng xứng khoa tay múa chân với anh ấy sao? Cái tát này chính là để cô nhớ mãi. Được thôi. Trương Vũ, những tổn thương mà tôi phải chịu hôm nay, tôi nhất định sẽ để anh nhận lại gấp ngàn lần. Bây giờ không còn ai nữa. Nói đi, mục đích kết hôn với tôi là gì? Vậy tôi sẽ nói thẳng. Tô gia tôi, cùng người của tứ đại gia tộc Thiên Trụ, Tần Mạnh của Tần gia, đã từng có hôn ước với tôi. Nhưng tính cách của anh ấy lại phóng túng. Thảo nào, Trương gia đã suy tàn từ lâu, nhưng danh tiếng vẫn còn. Cô cưới tôi,
có thể thoát khỏi hôn ước, còn có thể kiểm soát tôi, cùng lúc tuyên bố ra ngoài rằng hai gia tộc lớn đang liên hôn, cũng không cần hạ thấp địa vị của mình để bị người khác chỉ trích. Kế hoạch tốt đấy. Đúng vậy, anh là người thông minh. Trương gia đã sa sút từ lâu, cưới tôi rồi, có thể giúp anh Đông Sơn tái khởi, và tôi cũng có thể tự lo cho bản thân. Sáng mai anh cùng tôi về Tô gia để dặm hỏi đi. Chúng ta lấy những gì chúng ta cần. Chỉ cần anh đồng ý, tôi không ngại biến giả thành thật. Những chuyện của Tô gia các người tôi không có hứng thú. Tài sản của Tô gia các người tôi cũng không coi trọng. Còn gì nữa không? Tôi phải đi trước. Trương Vũ, lẽ nào anh không muốn cứu em gái mình sao? Cô thật sự biết tin tức về em gái tôi sao? Tôi đường đường là đại tiểu thư của Tô gia, chưa đến mức phải dùng những lời nói dối hèn hạ để lừa anh quay về. Tô gia của tôi có một số hồn châu. Bạch Ngọc Kinh có thể theo dõi hành tung của bất cứ ai, và Bạch Ngọc Kinh cũng là của hồi môn của tôi. Vậy nên cô muốn tôi cưới cô, đúng không? Nhưng tôi không thích nhất con gái nhà giàu. Tôi cũng không cần anh phải thích. Chúng ta lấy những gì chúng ta cần. Đại tiểu thư Tô gia Tô Ngọc đến. Tô Hiệp, gia chủ Tô gia, tứ đại gia tộc Thiên Trụ. Con gái, cuối cùng con cũng nghĩ thông, chịu quay về rồi sao? Cậu ta là ai? Giới thiệu với cha, đây là vị hôn phu của con, anh ấy tên Trương Vũ. Nhảm nhí, con là thiên kim Tô gia. Còn cậu ta, không biết từ vùng quê xó chợ nào mà để con đem về đây. Người con phải kết hôn là Tần Mạnh, Tần đại công tử. Tần Mạnh trời sinh phóng túng, tai tiếng bên ngoài tràn lan khắp nơi. Ngoài ra, thủ đoạn anh ta đối xử với phụ nữ cực kỳ tàn nhẫn. Chẳng nghĩ con sẽ hạnh phúc khi cưới anh ta sao? Tần công tử tài năng lỗi lạc, quân tử khiêm tốn. Con không được ăn nói lung tung. Con có biết hậu quả của việc đào hôn không? Chúng ta không chọc nổi Tần gia đâu. Chẳng lẽ con không quan tâm đến Tô gia chút nào sao? Quân tử khiêm tốn, tài năng lỗi lạc sao? Các vị trưởng lão có mặt ở đây, có ai không xem anh ta là chủ đề trò chuyện sau mỗi bữa ăn? Lần này con trở về là muốn chọc tức cha phải không? Chẳng phải cha chỉ muốn nịnh bợ vì Tần gia đang trên đà hưng thịnh sao? Vì thế nên cha thà hy sinh hạnh phúc của con gái mình. Con đã nói rồi, Tô Ngọc con, không phải Trương Vũ thì không cưới. Cậu ta xuất thân từ gia tộc nào? Muốn gia nhập vào Tô gia, cha tuyệt đối không đồng ý. Trương gia của tôi và Tô gia của ông cùng là một trong tứ đại gia tộc, kiếm tu vô song thiên hạ. Xuất thân như vậy chẳng lẽ cũng không xứng sao? Thì ra là Trương gia. Bạn nhỏ Trương, lời này mà vào 20 năm trước hoặc là 10 năm trước, nếu tôi nghe cậu nói những lời này xong thì tôi sẽ nể cậu vài câu. Còn bây giờ thì cậu nghĩ mình còn xứng sao? Thiên trụ của Trương gia bị vỡ, tu vi phân tán, linh lực phần lớn đều tiêu tan. Kể từ ngày đó, Trương gia không còn là kẻ mạnh nữa rồi. Trương Vũ, cậu còn không có cơ hội vào được tông đường của chúng tôi đâu. Cậu muốn cưới con gái tôi sao? Si tâm vọng tưởng. Cậu cho rằng Trương gia vẫn là Trương gia của trước kia sao? Muốn ở rể sao? Tôi muốn ở rể sao? Cho dù cậu đồng ý ở rể Tô gia thì tôi cũng không bao giờ đồng ý. Ông nghĩ nhiều rồi. Thay vào đó, nếu Tô gia các người muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này thì cũng phải dâng tặng định hồn châu trước, tôi mới có thể suy nghĩ lại. Không biết lớn nhỏ, định hồn châu đó là bảo vật của Tô gia, đâu phải là thứ mà cậu có thể mơ tưởng. Càng huống hồ với địa vị hiện tại của Trương gia, cậu cũng xứng bước vào cửa lớn của Tô gia sao? Cậu biến đi cho tôi. Trương gia dù có thế nào chăng nữa thì hiện nay cũng ngang hàng với Tô gia, cũng từng đứng đầu tứ đại thiên trụ. Cậu cũng biết là đã từng sao? Nếu không phải Trương gia chúng tôi hỗ trợ cho Tô gia các người, giúp Tô gia các người trở thành một trong tứ đại gia tộc, ông nghĩ rằng ông sẽ có địa vị như hiện tại sao? Ăn nói hàm hồ. Tôi thấy cậu chẳng qua chỉ được cái mạnh miệng thôi, thùng rỗng kêu to. Nghe nói gần đây cậu vừa mới đột phá kỷ luyện khí, chỉ dựa vào cái bản lĩnh đó mà muốn cưới con gái tôi sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây,
Tô gia các người có nhiều trưởng lão trưởng thọ như vậy, lại có mấy người là cao thủ kỳ kim đan, có ai dám động vào một sợi lông của Trương Vũ tôi không? Anh nói hơi quá rồi đó. Tôi sợ rằng Trương Vũ láo xược. Đây là Tô gia, không phải chỗ để cậu làm loạn. Tôi thấy cậu trước giờ chưa từng xem chúng tôi ra gì. Cậu nghĩ rằng chúng tôi không dám lấy mặt cậu sao? Với loại người như cậu, chúng tôi bóp nát cậu cũng như bóp nát một con kiến. Đơn giản vậy thôi. Tô Ngọc, đây là vị hôn phu mà con tìm về sao? Một kỳ trúc cơ nhỏ nhoi nhưng đuôi sắc vảnh lên trời rồi đó. Vậy các người có thể thử xem. Từ khi nào mà đám người Trương gia như lũ chuột chạy qua đường lại được đứng đây ăn nói lung tung vậy? Tôi nghe nói hôm nay Tô Ngọc đang chọn vị hôn phu Tần Mạnh trưởng tử Tần gia. Để tôi xem thử đó là ai. Là cậu? Hay là cậu? Hay là... là cậu? Tần công tử, không ngờ rằng hôm nay cậu cũng đến đây. Vốn dĩ muốn bảo Tô Ngọc đi đón cậu. Tô gia chủ, ông sắp thành cha vợ của tôi rồi. Loại lễ tiết này không cần thiết đâu. Tuy nhiên tôi thấy hôm nay nơi này náo nhiệt như vậy, hình như lại có thêm một con chó, phải không? Làm gì có chứ, Tần thiếu gia, không cần phải tức giận. Chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Người đâu, đuổi hắn ra khỏi đây. Khoan đã, tôi thấy cậu hơi quen quen. Cậu chính là cái người Trương Vũ, đại công tử của Trương gia phải không nhỉ? Tô Hiệp, não ông có vấn đề rồi phải không? Sao cái loại người này mà cũng có thể vào đây? Tần Mạnh cùng là gia tộc Thiên Trụ, anh nói chuyện lịch sự chút đi. Lịch sự? Buông ra. Trương Vũ, Trương Vũ nổi tiếng một thời đây sao? Xem ra hôm nay cậu nhất định phải đối đầu với tôi đấy, vì một vài lý do đặc biệt. Cuộc hôn nhân này của cậu và Tô Ngọc không thể diễn ra được. Cậu muốn cướp người sao? Cướp người cũng cần phải xem thực lực đấy. Pháp khí bên trong này là báu vật mà bao nhiêu người tu đạo luôn khao khát mà không thể nào có được. Những thứ bên trong này giá trị gấp 10.000 lần vàng bạc đá quý. Tô gia chúng ta đã từng bỏ ra số tiền lớn để mua nhưng không mua được. Nhìn này, đây mới chính là thực lực. Ngay cả Tô gia có chiếm hết tài sản của thiên hạ, tất cả đều không theo kịp tôi. Theo tôi thấy, tiền không phải là vạn năng. Cha vợ, món quà to lớn này ông có hài lòng không? Đây quả thật là châu báu quý hiếm. Cảm ơn Tần thiếu gia. Tô Ngọc, mong cảm ơn Tần thiếu gia. Nói về tiền bạc, chỉ cần ít thịt ở giữa ngón tay Tần gia tôi thôi cũng đủ cho Trương gia cậu ăn cả đời. Nói về quyền, học trò và thuộc hạ cũ của Tần gia tôi rải rác ở khắp nơi. Nói về thế, tất nhiên là người mạnh nhất trong tứ đại gia tộc Thiên Trụ ngày nay. Còn cậu không là cái thá gì hết. Cha vợ này, món quà thứ hai này của tôi, ông có hài lòng không? Tần Mạnh, ý cậu là sao đây? Nếu đã đến mức này rồi, vậy thì chúng ta cứ nói thẳng đi. Hoặc là Tô Ngọc gả cho Tần gia tôi, tôi sẽ cho tất cả người của Tô gia lần lượt vào đây đấy. Anh dám? Tần thiếu gia, tôi tôn trọng Tần gia cậu, nhưng bây giờ cậu làm như vậy là bắt nạt người khác quá đấy. Cùng là gia tộc tứ đại thiên trụ, cậu làm thế với Tô gia là có ý gì? Nói diệt là diệt. Tô gia chẳng qua chỉ là một con chó đáng thương lúc nào cũng vẫy đuôi với Tần gia mà thôi. Chó không ngoan thì phải làm sao đây? Diệt đi là được thôi mà. Sở Hà, tiễn khách. Tần thiếu gia, mời đi. Xem ra bác Tô đây là không cho tôi mặt mũi rồi. Tần Cao Sơn, bác của Tần Mạnh, đại trưởng lão Tần gia, cao thủ kim đan. Tần Cao Sơn, người có thân thủ vô cùng cao. Tô gia chủ, đã lâu không gặp.
Tô ra mấy người nhục mạ Tần gia tôi như thế, hôm nay tôi phải đòi lại công lý thay cho cháu trai của tôi. Tô gia và Tần gia cùng là gia tộc Thiên Trụ, hà tất gì phải đối đầu như vậy? 3 ngày sau, tại Bái Kiếm Sơn Trang sẽ có một trận đại hội vấn đạo. Những người tham gia sẽ trải qua 3 vòng kiểm tra. Người thông qua có thể nhận được bảo vật tiên giới là Phương Thiên Xích. Vật này có thể vấn đạo tiên nhân ở thiên giới, thành tiên cũng là điều tất nhiên. 3 ngày sau, nếu như Tô gia mấy người không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, mấy người cứ từ từ tận hưởng sự phẫn nộ của kỳ hóa thần Phương Thiên Xích, Định Hồn Châu. Sao nhìn thế nào cũng là nhắm vào mình vậy nhỉ? Cậu đang làm nhảm gì vậy? Tôi cười con ếch ngồi đấy giếng như cậu, nói chuyện viễn vông, còn muốn một bước lên mây. Cậu không ngờ cậu cũng có bản lĩnh thật đấy. Tô gia chủ, thêm một điều kiện nữa, nếu Tô gia các người muốn giải hòa, vậy thì phải khắc tên của người họ Trương lên trên đó cho tôi. Tần Mạnh, cậu thực sự nghĩ với năng lực của cậu, cộng thêm tất cả người ở Tần gia cậu, có thể làm gì tôi sao? 3 ngày nữa cậu nhớ đến là được. Cái thứ này tôi có nhiều lắm. Tô Ngọc, vận mệnh của người trong gia tộc cô đều nằm trong tay cô, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Hỗn sược, đây không phải là đang bắt nạt Tô gia sao? Lẽ nào lại như vậy? Nếu như Tần gia không có tiên nhân thì chúng ta không cần phải sợ, nhưng nếu đã trở thành tiên rồi thì chúng ta đối với bọn họ cũng chỉ là một lũ kiến. Trường Vũ, xin lỗi, tôi đã đánh giá thấp Tần gia rồi. Tôi không nghĩ bọn họ sẽ làm vậy. Hôm nay xin lỗi anh nhiều lắm. Không sao. Tô gia chủ, nếu như tôi có thể đánh bại Tần Mạnh ở đại hội vấn đạo, ông có thể cho tôi Định Hồn Châu không? Người như cậu mà cũng xứng sao? Cậu còn mặt mũi lên tiếng sao? Nếu không phải tại cậu thì Tô gia chúng tôi sao phải chịu thảm họa này? Gia chủ, tôi đề nghị hãy bắt Trương Vũ lại ngay lập tức. Bây giờ Trương gia yếu thế, bắt Trương gia nhận tội với Tần gia, có lẽ chúng ta sẽ còn con đường sống. Trương Vũ, cậu nói cậu có thể đánh bại hắn sao? Cậu chỉ là kỳ trúc cơ, cậu dựa vào cái gì đây? Dựa vào cái này. Cốt Đế Vương, Cốt Đế Vương tại sao lại ở trong tay của một người ở kỳ trúc cơ chứ? Chuyện này không thể nào. Đây chính là Cốt Đế Vương trăm năm, à không, là ngàn năm, 10.000 năm mới xuất hiện, là Cốt Đế Vương vàng ròng. Có Cốt Đế Vương sẽ chinh phục được 5 châu 4 bể, quyền thế hơn người, lưu truyền ngàn đời, sau này nhất định sẽ hơn cả tiên nhân. Như vậy đã đủ chưa? Con đã biết từ lâu rồi sao? Cha, cho dù hôm nay không có anh ấy, Tần gia cũng sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt Tô gia chúng ta. Tham vọng thống nhất thiên hạ của Tần gia ai ai cũng biết. Cha, chẳng lẽ cha muốn Tô gia bị tiêu tùng trong tay cha sao? Chuyện này xin gia chủ sớm ra quyết định. Trường Vũ, cậu chắc chắn được bao nhiêu phần? Nếu như là bảo vệ Tô gia thì chắc 10 phần. Được. Nếu cậu có thể bảo vệ Tô gia, Định Hồn Châu tôi sẽ tự tay đưa cho cậu. Gia chủ Nguyễn gia, tứ đại gia tộc Thiên Trụ, lâu rồi không gặp. Hôm nay mọi người tụ tập về đây thật sự không dễ dàng gì. Nhưng sao không thấy Tần gia chủ vậy? Một dịch nhỏ như vậy sao lại phải phiền cha tôi đích thân đến đây tham dự chứ? Hôm nay ai có thể vượt qua 3 bài kiểm tra này thì có thể nhận được thần khí Phương Thiên Xích, từ đó tìm được tiên vấn đạo, một bước thăng thiên. Chuyện quan trọng như vậy, vậy mà cậu lại nói là một dịp nhỏ sao? Cũng chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Dù sao người trở thành tiên đã được định sẵn là tôi rồi mà. Cậu nói cái gì? Nguyễn Tật trưởng tử Nguyễn gia, tứ đại gia tộc Thiên Trụ, định sẵn sao? Cậu cũng tự kiêu quá rồi đó. Vội vậy sao? Không ngờ là cậu thực sự dám đến đây đó.
Cũng được thôi, để tránh việc sau khi tôi thành tiên, còn phải đi tìm cậu thêm một lần nữa. Cậu thật sự nghĩ rằng mình có thể thắng sao? Trương Vũ, anh có tư cách gì mà nói Tần thiếu gia, một kẻ dựa hơn người khác để leo lên như anh? Vậy cô thì sao? Dựa vào thân thể để đạt được mục đích hả? Trương Vũ, đây là chỗ cô có tư cách nói chuyện sao? Cũng được thôi, tôi cũng muốn dạy cho cậu một bài học nhớ đời từ lâu rồi. Bác Tần này, bắt đầu đi. Đại hội vấn đạo lần này do Tần gia chúng tôi chủ trì. Có châu báu này trong tay, để tôi xem ai có thể đấu lại tôi. Người thử thách chỉ cần liên tục vượt qua ba cửa ải. Tay, sắc và quyền thì có thể sử dụng thần khí phương thiên xích, kích hoạt thiên trụ, mời thần tiên trên trời giáng trần để vấn đạo. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Bây giờ thử thách bắt đầu. Tay, đạo hữu này, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Triệu Công Minh, thần tài, làm cho ngươi trở thành người giàu nhất trần đời. Ngươi có bằng lòng hay không? Đạo hữu này, chỉ cần ngươi có tiền rồi, muốn gì mà không có? Cớ gì phải chịu đựng sự ấm ức đó chứ? Muốn cái xe nào, cái nhà nào, hay là người phụ nữ trong mộng, đều có cả. Thấy rồi chứ, ta sẽ cho người hết. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Có được số tiền này rồi, còn tu tiên làm gì nữa chứ? Mau lấy đi, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhiều như vậy sao? Mặc dù không đáng giá bao nhiêu, nhưng tích tiểu thành đại cũng đủ để sánh ngang với sự giàu có của mình rồi. Không đúng, mấy thứ này đều là giả tưởng, đều là ảo giác thôi. Đúng vậy, cho dù là giả tôi cũng muốn, là giả thì tôi cũng thích. Phát tài rồi, đều là của tôi hết. Tiền này là của tôi hết. Phát tài rồi. Cũng có chút bản lĩnh đó. Vậy ta sẽ cho người gấp ngàn lần. Gấp vạn lần thì sao? Chỉ cần các người muốn, các người muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy tùy thích. Mấy đĩnh vàng đĩnh bạc này đều là của các người hết. Đây không phải là mơ, đây là hiện thực đó. Thật sự có thể mang hết đi sao? Tôi phát tài rồi. Cái này giá trị bằng cả một gia tài rồi đấy. Lấy đi, lấy hết đi. Không ngờ mớ kho báu này lại có thể mang ra ngoài được. Trương Vũ, sao anh còn chưa động tâm vậy? Trong tay cậu ta đang cầm là phá ma châu. Truyền thuyết kể rằng loại bảo vật này có thể phá giải mọi hư ảo, ngay cả thiên hạ đệ nhất luyện thần khí như chúng tôi cũng không thể tạo ra thêm một cái nữa. Không ngờ cậu ta lại có nó. Thảo nào có thể chống lại ảo cảnh này. Bác ơi, cháu thấy mấy tên vô dụng này không thể vượt qua thử thách này rồi. Chi bằng bác đưa phương thiên xích cho cháu trước luôn đi. Đúng đấy bác Tần, đưa phương thiên xích cho Tần thiếu gia luôn đi. Không ai qua được cửa ải tiếp theo đâu. Gian lận, không biết xấu hổ. Cô nói gì cơ? Triệu Công Minh, người bị điếc rồi sao?
Người là... Người đứng cao quá rồi đó. Không biết thiên tôn giá lâm, không thể nghênh đón từ xa. Tiểu thân đáng trách, xin thiên tôn trách phạt. Tiểu thân nguyện tự hủy 500 năm tu vi, đưa ta ra khỏi ảo cảnh. Tiểu thân tuân mệnh. Sao cậu có thể tỉnh lại? Không thể nào. Tại sao không thể? Chắc chắn cậu đã ra lận. Không sao cả. Miễn các người vui là được. Chỉ là gặp may mắn thôi. Bác Tần, chúng ta tiếp tục đi. Tôi muốn xem tên vô dụng này còn có thể chịu đựng được bao lâu. Vòng thử thách thứ hai bắt đầu. Sắc. Anh trai, chúng ta về nhà thôi. Tiểu Vi, sao em lại ở đây? Em không phải bị Ma Tôn bắt đi rồi sao? Anh ơi, anh đang nói gì vậy? Không phải em đang ở đây sao? Để anh xem, có chỗ nào bị thương không? Tất nhiên là bị thương rồi. Anh không cứu em, em đau lòng lắm. Là anh không tốt. Chúng ta về nhà thôi. Tại sao em lại ăn mặc như vậy? Kỳ cục quá, mau đi thay đồ đi. Anh à, em mặc như vậy chính là để cho anh xem đấy. Mau đi thay đồ đi. Anh trai, cô không phải là Trương Vi. Rốt cuộc cô là ai? Em ấy tuyệt đối sẽ không như vậy. Anh trai, anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì cả. Nếu cô đã không nói, vậy thì xin lỗi. Tiểu Thu Tuyết, tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Anh có nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, em đã mặc chiếc váy này. Trường Vũ, thực ra em vẫn luôn muốn nói với anh, em và anh cũng không phải là không thể. Em biết trong lòng anh vẫn còn có em. Chỉ cần anh đồng ý, em có thể quay lại bất cứ lúc nào. Em biết anh đang giận em. Em đã cắm sừng anh. Bây giờ anh cũng có thể cắm sừng con nhỏ khác. Như thế nào? Ngọc Vân, Cầu Ngọc, hai người sao lại? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Cả hai bọn em đến đây để phục vụ anh. Chị Tô Ngọc nói đúng đấy. Trường Vũ, em và cô Lâm, rốt cuộc anh thích ai? Đúng vậy, anh Trường Vũ, anh trả lời đi, anh thích ai hơn?
vấn đề này. Vậy nên, anh không hề thích em. Chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ trao đổi lợi ích sao? Chẳng lẽ anh không hề có tình cảm với em dù chỉ là một chút sao? Cô, anh Trương Vũ, anh sẽ chọn em phải không? Tôi không biết. Tại sao chứ? Chỉ vì cô ấy nói có vài câu mà anh đã mềm lòng. Em đã cùng anh trải qua bao sóng gió, anh lại chê bai em tư chất tầm thường, tu vi thấp kém. Chẳng lẽ chỉ có quyền lực và tiền bạc mới có thể thu hút anh? Trương Vũ, sao anh lại không nói gì? Anh Trương Vũ, anh nói gì đi. Vậy là thật sự không phải là em sao? Trương Vũ, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Tiền bạc, quyền lực và em đều là của anh. Anh Trương Vũ, hai bọn em, rốt cuộc anh chọn ai? Đủ rồi. Tôi biết đây là giấc mơ, không phải hiện thực. Chuyện tình cảm trai gái, tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì tôi còn có việc quan trọng hơn. Đợi sau khi tôi cứu được Trương Vi, tôi hứa với hai người, tôi sẽ cho hai người một câu trả lời rõ ràng. Tên rác rưởi này cũng có thể tỉnh lại sao? Sao rồi? Chơi vui không? Đúng rồi, quên nói với cậu, trong ảo cảnh vừa rồi của tôi, em gái của cậu cũng có ở đó. Rất mướt. Tôi đổi ý rồi. Chỉ cần cậu giống bọn họ vậy, tự phế tu vi, tôi có thể xem xét tha cho cậu một lần. Nếu không thì cậu sẽ có kết cục như Thẩm Gia Thịnh. Thử thách cuối cùng bắt đầu. Mời hai vị vào vị trí. Quyền. Trương Vũ, đã lâu không gặp. Nơi này từng là thiên cung của ngươi, bây giờ là của bổn tôn rồi. Trương Vi đâu? Mau giao ra đây. Đừng có vội như thế. Bây giờ nơi này đã bị ta phong tỏa, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Ngươi có biết không, để tất cả các ngươi có thể tụ tập tại đại hội vấn đạo này, ta đã phải tốn rất nhiều công sức đấy. Hóa ra tất cả đều là âm mưu của ngươi. Đúng vậy, tất cả đều là âm mưu của ta đó. Có còn nhớ lúc đầu ngươi đã hành hung ma tộc bọn ta thế nào không? Hôm nay ta sẽ lấy mạng tất cả người tu luyện ở nhân gian, dọn sạch Bạch Ngọc Kinh. Ta sẽ tiêu diệt hết bọn thần tiên trong thiên hạ. Thả Trương Vi ra, nếu không ta sẽ không tha cho người đâu. Trương Vũ, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa. Có khi ta sẽ cho ngươi sống thêm vài ngày nữa, để ngươi có thời gian ở bên muội muội của mình. Nếu không, hôm nay ta sẽ lấy mạng cô ta. Ăn nói ngông cuồng. Từ lúc ta lên làm thiên tôn, đã lập nên lời thề sẽ bảo vệ chúng sinh. Thiên hạ này ta sẽ gánh vác. Ta cũng sẽ cứu Trương Vi, còn ma tộc các ngươi, ta sẽ diệt sạch. Được thôi, đến đây đi. Anh Trương Vũ, cậu ta vừa mới đi ra từ mộng cảnh, vừa mới vào chưa được bao lâu, lại có thể dễ dàng thông qua như vậy. Chỉ cần người đầu tiên xin tiên vấn đạo, có được tiên duyên, Tô gia tôi không những được bảo vệ, mà cả cậu ta cũng thành thần tiên hạ phàm, cũng coi như là đạt được một thành công lớn. Đây chính là Phương Thiên Xích. Cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Nhìn có vẻ trang trọng đơn giản, nhưng lại không phủ phiếm, ẩn chứa linh lực. Đó chính là báu vật thời thượng cổ. Lâu rồi không gặp. Người bạn ra, dừng tay.
trận đấu vẫn chưa kết thúc. Cho dù cậu là người thoát ra đầu tiên, cũng không có quyền chạm vào nó. Đại hội vấn đạo trước giờ chưa từng có quy tắc như vậy. Hơn nữa, tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Chuyện gì lại quan trọng đến thế? Chuyện này liên quan đến chúng sinh. Vớ vẩn, tôi xem ai dám động vào. Mà Tôn đang đến rồi, tôi không có thời gian nói chuyện với mấy người. Đã không kịp nữa rồi. Nếu không có sức mạnh của Phương Thiên Dịch, ta chắc chắn không thể tái sinh. Bị lừa rồi. Bái kiến Ma Tôn. Bác, hóa ra bác là kẻ phản bội. Thật là ngu ngốc. Mấy chục năm nay Tần gia cháu đối xử với bác đâu có tệ. Đúng vậy. Nhưng so với việc được quản lý mọi chuyện ở tiên giới, làm sao bác có thể không suy nghĩ đến chứ? Bác, Ma Tôn, nếu ngươi đã đến đây rồi, thì chúng ta hãy chấm dứt ở đây đi. Cốt đế vương? Sao cậu ta lại có cốt đế vương? Sao tôi lại không biết? Thiên tử kiếm. Được. Hay lắm. Vậy mới thú vị chứ. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, sẽ khiến thiên trụ sụp đổ, linh khí của Trương gia cũng tan biến. Ngươi điên rồi sao? Vì trận chiến này với ngươi, ta mặc kệ. Vì Trương Vi, vì chúng sinh khắp thiên hạ, hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chỉ cần một nhát kiếm của Trương Vũ ta, có thể rời non lấp biển, hái sao, bắt quỷ, phục ma, xạ thân, diệt thân, khai thiên. Chuyển thành thất bảo chiến giáp, tay phải cầm tháp. Lý Tĩnh, Hạ Phàm. Đây là Thiên Tôn. Thiên Tôn gọi ta. Nhưng mà không thể không có ai ở đây trông chừng. Trước giờ ta chưa hạ phàm, hãy để ta đi cứu ngài ấy. Tôn Thượng, ta đã khiến hắn trọng thương. Tiếp theo giao lại cho ngươi. Vâng. Luyện hóa. Không. Tu vi của ta. Ngươi nghĩ chuyện đến đây là kết thúc sao? Nếu đã như vậy, ta sẽ không nương tay với muội muội của ngươi đâu. Thiên Tôn, thần phân thân Hạ Phàm không thể ở lại quá lâu, xin Thiên Tôn thứ tội. Không sao, chuyện xảy ra hôm nay thuộc hạ đã biết rồi, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm khắc. Được rồi, Ma Tôn vẫn chưa tận diệt, vẫn chưa tìm ra em gái ta. Ta có nhiều việc phải làm lắm. Ngươi đi trước đi. Vâng. Đây là đại chiến tiên giới sao? Một trận chiến cũng có thể hủy diệt cả trời đất. Gia chủ Tô gia, tôi đã thắng trận này. Tô gia các người đã được an toàn. Đừng quên những gì đã hứa với tôi. Ngày mai tôi sẽ đích thân tới Tô gia lấy Định Hồn Châu. Được. Không được. Mọi người đừng để tên tiểu nhân này lừa gạt. Cậu ta vốn dĩ không phải là Thiên Tôn. Cậu ta là kẻ giả mạo. Người thực sự đánh bại Ma Tôn là Thác Tháp Thiên Vương. Nhưng bọn họ là do Trương Vũ triệu đến, không có liên quan gì đến cậu ta cả. Phương Thiên Dịch chính là thần khí có thể liên thông giữa đất và trời.
cậu ta chỉ gặp may mà thôi. Công lao lớn nhất lần này là của Tần gia tôi. Hèn hạ, bị ổi. Người bị ổi phải là Trương Vũ chứ. Vậy mà dám lừa gạt mọi người, trở thành anh hùng trong lòng mọi người. Các vị hãy nghĩ đi, có phải những gì Tần thiếu gia nói có lý hơn không? Cho nên công lao chống lại Ma Tôn lần này ít nhất là thuộc về các gia tộc chúng ta. Làm sao có thể để cậu ta độc chiếm được? Đúng vậy, công lao lần này chính là của tất cả chúng ta. Nếu không có chúng ta kéo dài thời gian thì sao có thể đợi đến khi Thác Tháp Thiên Vương đến chứ? Đúng vậy. Hơn nữa, Thác Tháp Thiên Vương chắc chắn là do Tần thiếu gia gọi đến. Thế nên công lao chống lại Ma Tôn lần này, Tần gia tôi có công lớn nhất. Vào ngày mai, tôi sẽ tổ chức tiệc mừng cho tất cả mọi người tại khách sạn Đế Đô. Cực kỳ vô liêm sỉ. Nếu không phải Tần gia các người xuất hiện kẻ phản bội thì sao chúng tôi gặp nguy hiểm được? Tần gia anh, chẳng lẽ không có trách nhiệm trong việc này sao? Trách nhiệm sao? Tần gia tôi chính là ân nhân của Tô gia các người. Đúng rồi, tôi quên nói với mọi người, tại lễ ăn mừng công lao ngày mai, tôi muốn cùng với tiểu thư Tô Ngọc của Tô gia đính hôn. Tô gia muốn đính hôn với Tần gia sao? Tô gia chủ, tại sao chưa từng nghe ông nói qua? Tô gia chủ, ông nói đi. Cha, con không muốn. Được. Cha ơi, các vị, chào mừng đến với bữa tiệc ăn mừng lần này. Và hôm nay cũng là tiệc đính hôn của Tần Mạnh tôi. Vật kế bên tôi đây là báu vật gia truyền của Tô gia, Định Hồn Châu. Tô gia chủ, lần này ông đã thông suốt rồi đó. Tần thiếu gia cứ nói đùa, con gái tôi có thể cưới cậu, đó là phúc phận mà con bé có được. Chứ sao, Tần gia tôi bây giờ là gia tộc đứng đầu của Tứ Đại Thiên Chủ. Tiểu Ngọc gả cho tôi sẽ không ngược đãi cô ấy đâu. Các vị, tục ngữ có câu, rượu ngon với người đẹp. Tôi sợ mọi người sẽ cụt hứng, cho nên đã chuẩn bị cho mọi người một người đẹp tuyệt trần cho mọi người chơi đùa. Người phụ nữ này, tôi đã giúp mọi người xác định thân phận, là hàng nguyên tem. Nếu mọi người trong đây có ai thích thì có thể đưa cô ấy đi ngay. Được. Để tôi xem ai dám. Xem ai đến kia. Làm sao nhìn thấy người thân yêu của mình đang đau khổ ở đây? Lo rồi sao, Tần Mạnh? Tôi đã nhịn cậu hết lần này đến lần khác, nhưng không ngờ cậu lại không biết tốt xấu là gì. Người không biết tốt xấu là cậu đó. Đầu tiên là ngăn tôi lấy vợ, sau đó lại cản đường thành tiên của tôi. Cậu có thể sống đến bây giờ mà còn không biết quỳ gối dập đầu cảm ơn tôi. Cái tên phế vật như cậu, bây giờ người phụ nữ của cậu đã bị tôi dẫm đạp dưới chân, cậu có thể làm gì chứ? Tô Ngọc, cô còn đứng đó làm gì nữa? Nhanh lao đến vòng tay tôi. Cô đã thấy chưa? Viên Định Hồn Châu này do chính tay cha cô tặng cho tôi. Tô Ngọc, nhanh lên đó đi. Cha, người con muốn cưới là Trương Vũ, không phải Tần Mạnh. Tô Hiệp, chuyện này Tần thiếu gia, chờ một chút. Kết hôn với Tần thiếu gia có gì không tốt? Đây là phước đức con tu 8 đời mới có được, con có biết không? Con nghĩ là Tô gia hiện tại có thể chống lại Tần gia không? Tô gia đã không còn sức chống cự nào nữa rồi. Còn nữa, Trương Vũ đằng kia, cho dù cậu ta có cốt đế vương vậy thì có ích gì chứ? Chỉ với thu vi kỳ trúc cơ, sau này có thể làm gì được? Cậu ta có thể bảo vệ Tô gia chúng ta không? Vậy cha nghĩ ở Bái Kiếm Sơn Trang, người bảo vệ Tô gia là ai? Cha thân là gia chủ mà sao lại không giữ lời thế chứ? K
cái con tiểu nha đầu thối này. Ông còn xứng đáng làm cha sao? Tên phế vật cậu. Nói về tiền bạc, quyền và thế, làm sao có thể so bì với Tần gia? Cậu hãy nhìn xem những người ngồi ở đây, cậu có thể so bì được với ai? Cậu đúng là đồ phế vật. Tô Hiệp, ông đừng quên là ai đã cứu ông. Cũng đừng quên ông đã hứa gì với tôi. Cậu vẫn cứ giáp vàng lên mặt khoe khoang vậy sao? Cậu có thể hỏi các vị đang ngồi ở đây, có ai nghĩ rằng là cậu đã cứu chúng tôi không? Đây đều là công lao của Tần gia tôi. Nếu không phải Tần gia tôi và các vị gia chủ đây, làm sao cậu có thể lấy được Phương Thiên Xích chứ? Phải đó, chính xác mà nói là chúng tôi tự mình cứu mình. Trường Vũ, cậu làm được gì chứ? Đúng đấy, cậu chẳng qua chỉ là được động vào Phương Thiên Xích thôi. Đây căn bản là tận dụng cơ hội. Cho nên mấy người muốn nuốt lời sao? Tốt lắm, cậu không đủ năng lực, tức giận thì có ích gì? Sao cậu không dành chút thời gian lắng đọng bản thân lại cho thật tốt? Cậu là con già trong bộ bài tú lơ khơ, nhưng ở Giang Thành này cậu không là cái thá gì cả. Hoặc là mau cút đi, hoặc là nán lại một chút nhìn tôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Tôi nói lại lần cuối, thả Lâm Ngọc Vân ra, giao ra Định Hồn Châu, tôi sẽ tha cho mấy người con đường sống. Cậu muốn xem Định Hồn Châu thì phải coi mọi người có cho hay không, phải không cha vợ? Phải. Định Hồn Châu này vốn dĩ là của Tô gia tôi, tặng cho con rể quý. Cậu không xứng. Hôm nay còn một nội dung nữa. Thanh Trừng. Thanh Trừng sao? Cậu dựa vào gì mà đòi Thanh Trừng chúng tôi? Xem ra là Trương gia tôi yên lặng quá lâu. Mấy người đều không phân biệt được đâu là lớn nhỏ. Nhưng mọi thứ mấy người làm ở đây, từng chuyện một, tôi đều nhớ rất rõ. Nhớ thì sao? Phía sau tôi cao thủ nhiều vô số, hàng trăm hàng ngàn đấy. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng làm cho cậu tan thành mây khói. Trương Vũ, anh mau xuống đi. Cô còn cầu xin giúp hắn. Nên nhớ, cô là người của tôi, cô là người của ông đây. Diêm Vương, thống soái địa phủ. Mấy người là ai? Người xem mấy người trong gia tộc của ngươi được dạy dỗ tốt quá nhỉ. Áp bức, hà hiếp, một cái cũng không thiếu. Lão tổ Nguyễn gia, tứ đại gia tộc Thiên Trụ. Lão tổ Tô gia, tứ đại gia tộc Thiên Trụ. Không phải ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Thưa tôn thượng, là do thuộc hạ không làm tròn bổn phận, gần đây bận rộn với những việc ở bên trên, nên đã sao nhãng chuyện ở dòng tộc. Vậy người dạy dỗ họ đi, ta sẽ ở đây xem. Hai người đang tự biên tự diễn cái gì vậy? Còn lão tổ Nguyễn gia cái gì chứ? Lão tổ Nguyễn gia nhà chúng tôi đã trở thành một bức tranh ở tổ sư đường từ lâu rồi. Trường Vũ, cậu không dọa được tôi đâu. Đồ hỗn láo, dám nói lão phù đã toi đời rồi sao? Cái tát này là vì ngươi không biết trời cao đất dày. Ông già này, tôi liều mạng với ông. Sao vậy? Bây giờ ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ mà cũng dám ra tay với bức bích họa trong tổ sư đường hả? Cha ơi, cứu con. Dừng tay. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Sao vậy? Bây giờ ta đánh thằng nhỏ xong rồi thì thằng già lại muốn đến sao? Cuối cùng ta đã hiểu thế nào là con hư tại cha rồi. Đồ cặn bã. Ông có biết đại năng của Nguyễn gia chúng tôi không? Là cao thủ kỳ kim đan đó. Nếu ông không thả tôi ra, hôm nay tôi sẽ lấy mạng ông. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ chữa khỏi tính bướng bỉnh này của ngươi. Tiểu tử, mong là ngươi sẽ nhớ kỹ một chút. Tôn thượng, không biết xử lý như vậy người có hài lòng hay không? Bỏ đi. Xem ra cậu ta bị phế rồi. Vẫn nguyện ý làm cái đuôi của hắn. Cũng rất trung thành đó. Cút đi. Con trai. Con sao rồi? Con phế rồi. Con bị phế rồi. Cha, trả thù cho con đi. Không thể cho qua như vậy được. Xem ra các người vẫn không nhớ kỹ bài học nhỉ.
cha ơi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng. Giữ lại một thân tu vi này cho ngươi cũng vô dụng thôi, chi bằng cứ phế nó đi. Cùng lắm thì Nguyễn gia ta từ đây trở đi không còn ai phi thăng nữa mà thôi. Đệ tử của Nguyễn gia còn không mau quỳ xuống, không thể quỳ. Chắc chắn là ông ta đang phô trương thanh thế thôi. Xem ra hôm nay cậu đã có sự chuẩn bị rồi nhỉ. Đích thân tôi sẽ ra tay. Tới đi. Người trẻ tuổi ở trước mặt Diêm Vương ta quá yếu đuối rồi đi. Tần Mạnh, cho cậu cơ hội mà cậu cũng không biết tận dụng. Xin tôn thượng, thứ lỗi. Ta muốn xem kết quả. Ông là ai? Ta là tổ tiên của ngươi. Đối với con gái của mình mà còn như vậy, ngươi còn là người không? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi ghi nhớ mãi. Cha, nếu như lại để ta thấy Tô gia làm xăng làm bậy giống như thế này, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Người trợ giúp mà cậu dẫn đến lần này có chút lợi hại đấy. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Chưa đủ. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự mạnh đến mức này sao? Khoảng cách thành tiên chỉ kém một bước. Còn chưa đến 30 tuổi đã có chút hiểu biết về đạo. Có lẽ đến 30 tuổi đã có thể trở thành tiên nhân rồi. Báo thù phải dựa vào con rồi. Làm sao có thể? Tôi sẽ không để cậu sống. Không được. Cánh tay còn lại của cậu tôi cũng lấy luôn đây. Về hai cánh tay của cậu đủ để chặn con đường tu tiên của cậu. Đây chính là hình phạt. Hôm nay tôi dành cho cậu. Làm sao có thể vậy? Tôi đã sắp trở thành tiên nhân. Đỉnh cao của kim đan. Trên đời này không ai có thể sánh được. Mất đi cánh tay, tiêu hao tu vi, con đường thành tiên của tôi không. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Các vị, hãy theo tôi. Các vị có mặt ở đây đều là những người mạnh nhất trong thời đại này. Cậu đã xúc phạm tôi, tương đương với việc mạo phạm mọi người. Vậy thì còn gì phải sợ? Một mình tôi cũng đủ trấn áp. Vậy cậu thử xem. Được thôi. Tôi từng nói, những người có mặt ở đây làm qua mỗi một việc tôi đều nhớ rõ. Các người không ai có thể thoát được. Tên vô dụng này sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ cậu ta giả vờ? Không đúng, rõ ràng cậu ta chỉ có tu vi của ký trúc cơ. Làm sao có thể đánh mình bị thương? Có lẽ bị thương lúc chiến đấu với Ma Tôn. Nhưng không sao. Bên trong nhiều người như vậy, còn sợ không xử được cậu sao? Để xem cậu làm thế nào. Nhanh như vậy đã không có động tĩnh rồi. Tôi còn tưởng Trương Vũ cậu có vũ khí bí mật gì chứ. Hóa ra cậu cũng chỉ là tên vô dụng, ngay cả một phút cũng không trụ nổi. Sao lại là cậu? Có bất ngờ không? Cậu, rốt cuộc cậu là ai vậy? Thiên Tôn? Không thể nào. Chắc chắn không thể nào. Cậu làm sao có thể là Thiên Tôn? Thiên Tôn là người đứng đầu tất cả, được chúng sinh ngưỡng mộ. Tu vi trúc cơ yếu kém như cậu chẳng là cái thá gì. Vậy bây giờ cậu cảm nhận một lần nữa tu vi của tôi đi.
Tại sao tôi không cảm nhận được tu vi của cậu? Không, không phải là cậu không có tu vi, là linh lực của cậu bao phủ lên vạn vật của thế gian này. Làm sao có thể như vậy? Bây giờ đã biết sự khác biệt giữa tôi và cậu rồi nhỉ? Bây giờ là lúc tính sổ. Cái người vừa nãy chế nhạo tôi, bị tôi chặt đứt một tay. Còn kẻ nói tôi không xứng ngồi vào vị trí này, bị tôi phế đi hai chân. Thêm một tên cũng hổ theo, tôi liền cắt lưỡi của hắn. Cậu nghĩ cậu sẽ thế nào? Tôi không biết nữa. Tôi biết đấy. Tôi sẽ đếm cho cậu nghe. Thứ nhất, quen thói bắt nạt, coi thường luật pháp, tính cậu một cánh tay. Thứ hai, ham mê sắc dục, náo loạn thiên hạ, cực kỳ kiêu ngạo, tính thêm cho cậu một cánh tay. Thứ ba, sát tâm quá lớn, muốn đuổi cùng diệt tận người khác. Tôi sẽ phế hai chân của cậu. Thứ tư, ăn nói bừa bãi, cái này phải dùng miệng để trả lại. Thứ năm, bắt nạt kẻ yếu, cái này ăn miếng trả miếng. Thứ sáu là không nên động đến người của tôi. Đây là tội không thể tha. Chính tay bản thiên tôn ra tay trừng phạt, cho dù thiên đạo cũng phải nhượng bộ. Bái kiến thiên tôn. Bây giờ tôi nói tôi là thiên tôn, cậu có tin không? Trước đây tôi thấy cậu tài năng hơn người, vốn định tha cho cậu một mạng, nhưng tất cả đã muộn rồi. Bởi vì hôm nay tôi đã nói là tính sổ. Bây giờ các người còn ai có ý kiến không? Còn ai có ý kiến với việc tôi ngồi lên vị trí này không? Vậy tại sao thấy bổn tôn lại không hành lễ? Bái kiến thiên tôn. Từ nay về sau, Trương gia sẽ mãi mãi là gia tộc đứng đầu của tứ đại thiên chủ, địa vị không thể bị lung lay. Đứng lên đi. Anh ấy vậy mà thật sự là thiên tôn. Cốt đế vương, thiên tử kiếm đều là biểu tượng của thiên tôn. Tại sao trước giờ mình không để ý chứ? Trường Vũ, Định Hồn Châu. Định Hồn Châu này tôi nhận. Trương Vũ đợi đã. Cha của cô, tôi chặt một cánh tay. Tại sao chứ? Ông ấy là cha của tôi. Bởi vì ông ta nói không giữ lời, làm trễ nãi thời gian tôi cứu em gái tôi. Xem xét nhiều phương diện, tôi đã rất nhân từ rồi. Trương Vũ, chúng ta sẽ có người thích hợp với cô hơn tôi. Tôi sẽ không tính toán với cha của cô nữa. Phải rồi, cảm ơn cô về Định Hồn Châu. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Tiểu Dương, có thuộc hạ, những chuyện ta căn dặn
ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đã đem tiểu thư Ngọc Vân trở về. Đợi sau khi ta cứu được Trương Vi, 7 ngày sau, ta sẽ tổ chức hôn lễ. Ta muốn Ngọc Vân trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.